Vâng, bây giờ em xin hướng dẫn con máy Phi Thuyền Đám Trắng này ạ. Đầu tiên đây là màn hình khống chế của nó. Màn hình khống chế mình có thể điều chỉnh tiếng được. Đây, đây là bộ màn hình khống chế của nó. Đầu tiên là cái ở giữa đây mình có thể điều chỉnh được thời gian. Thời gian thì thường thường mình điều chỉnh là 20 đến 25 phút một lần. Một lần làm là 20 đến 25 phút ạ. Đây em điều chỉnh xuống 25. Đây, 25 phút và nút này là nút bật bắt đầu. Đây đang khởi động ạ. Và anh chị muốn tạm dừng, anh chị ấn nút này tạm dừng ạ. Muốn khởi động tiếp bật lại. Và đây, và nút này, và hai cái nút này là nút điều chỉnh về bên tầng trên tầng dưới cái nhiệt độ giảm, cái độ ánh sáng nó giảm. Ví dụ chị ấn vào đây nó tắt, tắt cái tầng trên thì là đây quạt nó không quay nữa. Được, chị có thể xem. Đây quạt nó không quay nữa là đã tắt rồi. Và đây là mình tắt cái tầng dưới. Nếu mà mình muốn bật lên thì mình ấn on lên đây. Quạt đã quay đã bật. Và đây là cái thời gian cả con máy này đã làm bao nhiêu thời gian ạ? Bên đây là phút và bên đây là tiếng ạ. Máy này đã làm 50 phút ạ. Đây là điều chỉnh ngôn ngữ. Con máy này rất đơn giản ạ, và bên em tặng cho anh chị là thêm một cái hộp keo để làm trắng nữa, làm trắng da. Đây, một hộp kem này trước khi làm bôi lên da cho khách và một cái kính để đeo ra mặt ạ. Và máy này có thể liên kết Bluetooth để nghe nhạc nữa.